Xin các bạn giới thiệu với bạn bè và đăng ký để cùng xem chương trình của mình. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu món canh mùng tơi. Mình có đặt nồi nước sôi. Thịt này hôm trước các bạn có nhớ không? Các bạn có thể coi lại mấy clip cũ đó. Cuối cái video nào mình cũng có sẽ để một khúc. Để các bạn nào chưa xem cái video trước của mình thì có thể xem. Mình có làm sẵn mớ thịt như vậy nè. Khi về mình chỉ nấu nước sôi, mình rửa rau. Rau nào cũng được hết. Thịt này các bạn có thể dùng để nấu với nhiều loại rau khác nhau lắm. Rau cải đắng, rau cải ngọt, rau mùng tơi. Hôm nay mình có mùng tơi tại vì đi chợ thấy họ có bán mùng tơi đó. Lâu lắm rồi không được ăn mùng tơi. Thịt này trong freezer đó, hồi nãy mình về mình lấy freezer ra. Rồi mình bỏ vào nồi nước nóng như vậy. Thịt này đã nêm rồi, nước vừa sôi lên. Mình nêm sơ sơ rồi các bạn cho rau vô thôi. Như đây thịt là 1 pound, mình chỉ làm ăn 2 lần thì như đây thịt là nửa pound. Bây giờ mình cho thêm một ít bột nêm. Bột nêm này họ làm bằng rau củ không à. Một xíu đường thôi. Ít hơn nửa muỗng cà phê đường. Cũng vậy, nhiều đó muối. Còn tiêu lát nữa mình ăn mà mới bỏ lên. Rau mùng tơi này đó mình mua ngoài chợ về. Các bạn có thể sắc nhỏ ra để nguyên lá hay sắc làm đôi. Đa số là mình sắc làm đôi vậy thôi. Sắc nhỏ có ăn cũng không có ngon nữa. Mấy cái lá nó hơi bự mình cắt, mình xé làm hai. Nó sôi lên thì mình vớt bọt ra. Các bạn nhớ vớt bọt thì nồi canh mình nó ngon. Thường mình hay làm cái thịt này nấu canh cải đắng. Sau khi nó sôi đó, mình đập 2 trứng gà vô. Cải ngọt. Nhiều thứ lắm, canh thơm các bạn cũng có thể nấu được cái này. Nói chung ra mình chuẩn bị mấy cái này thì khi mình những ngày nào mình không có nhiều thời giờ đó, chỉ cần 10 phút thôi các bạn thấy nước sôi lên. Trong thời gian nước sôi mình lặt rau, rau này thì cũng không có khó để mà lặt. Tại cái lá nó lớn có vài cọng à. Mình lặt xong rồi mình rửa 2-3 nước. Thường rau mình rửa mình hay ngâm với nước muối đó các bạn. Xong rồi các bạn tráng lại 2-3 lần nước lạnh. Được rồi đó, bây giờ mình cho rau vô là mình nêm liền các bạn. Nãy mình nêm là đã gần tới rồi, tại vì mình quen tay rồi đó. Rau này mình sẽ ăn làm 2 lần, thì bây giờ mình cho phân nửa vô mình ăn liền. Còn lại phân nửa mình bỏ tủ lạnh, đến khi nào mà các bạn ăn thì các bạn bỏ rau vô. Như vậy nó sẽ ngon hơn. Nếu mà bỏ vô hết cái nước nó sẽ đậm cái vị rau hơn. Nhưng đến khi mình ăn phân nửa còn lại rau sẽ không có ngon. Còn mình ăn bao nhiêu mình bỏ bấy nhiêu vô thôi. Cái này rất là mau chín nha các bạn. Rồi bây giờ mình nêm lại. Các bạn nấu chừng vài lần là các bạn sẽ quen cái độ gia vị ở nhà. Cho thêm chừng 1 muỗng canh nước mắm vô thôi. Như đây là cỡ 1 muỗng canh đó các bạn ha. Nó vừa sôi lên một cái là rau này sẽ chín rồi. Rau này bây giờ cũng ăn được rồi đó. Nhà các bạn có một nồi canh. Chưa tới 10 phút đồng hồ. Nếu mà kể luôn cả lặt rau với nấu nước thì cỡ 15 phút. Bây giờ mình tắt bếp được rồi. Hâm cơm. Mình tắt bếp rồi, bây giờ mình múc ra tô. Nhiều đây rau mình sẽ ăn hết bây giờ. Còn lại ngày mai hay là chiều đó. Các bạn buổi sáng nấu buổi sáng thì buổi chiều. Còn mình nấu buổi chiều rồi. Thì ngày mai mình sẽ bỏ hết cái rau kia vô. Bây giờ mình cất cái rau vô tủ lạnh. Canh mùng tơi này thường thường người ta hay nấu với tôm. Bên Việt Nam thì lại nấu với cua đồng ăn rất là ngon. Mình bên này đâu có mấy cái đó. Mình cứ nấu với kiểu này là nó lẹ. Tại vì hành mình không có thích ăn hành sống á. Các bạn biết hành có mùi hăng, nó còn mùi hăng á. Thì mình sẽ bỏ một ít hành vô bây giờ. Xong rồi mình cho thêm nước lên. Nước canh lên nó nóng, nó sẽ làm tái cái hành lại. Nó bớt cái mùi hôi của hành. Nếu nhà các bạn đông người hơn thì các bạn có thể phải làm nhiều thịt hơn nhiều. Cái gì cũng nhiều hơn hết. Mà như đây là vừa đúng 2 bữa các bạn thấy, 2 bữa. Bây giờ mình đem qua bên này.
Rồi mình xong canh, mình có chén cơm mới hâm xong, mình lấy đôi đũa với cái muỗng là mình có thể ăn cơm được rồi. Cho vô chút tiêu. Các bạn có thể cho thêm một ít hành sấy, cho vô một chút nó thơm. Mình làm video này để các bạn thấy nhiều khi mình cần nấu ăn lẹ đó, những cái món mình chuẩn bị sẵn, như thịt là mình chuẩn bị sẵn mấy ngày cuối tuần mình nghỉ ở nhà đó, thì mình làm sẵn. Video này để gợi ý cho các bạn thôi. Tất cả những người đã từng vô bếp đều biết làm những cái món này hết rồi. Mình chỉ làm để các bạn thấy mình chuẩn bị như thế nào để mình nấu một nồi canh cho thiệt lẹ đó. Các bạn xem video của mình, nếu thích thì subscribe, like với share cho bạn bè cùng coi nha. Cái video nào mình cũng nói câu này hết các bạn, đừng có giận nha. Mình chờ nó nguội chút mình có thể ăn cơm được rồi, bây giờ còn hơi nóng quá. Bây giờ đi thay đồ lại ăn cơm được rồi. Chào các bạn. Khoảng 1 pound thịt mình bỏ chừng như đây muối, đường, tiêu, tỏi xay mình bỏ một ít vô. Khoảng chừng một muỗng dầu ăn, xào lên nó cho nó chín. Phân nửa mình làm chả trứng hoặc ram ăn, có thể nấu canh nữa. Để tới chiều đi làm về là chừng 15-20 phút là mình có đồ ăn mình ăn thôi. Cho miếng dầu vô để mình phi hành phi tỏi. Cái này là hành hương, phi cái hành cái tỏi này cho thơm. Cái bữa ăn một chừng ăn thường chừng phân nửa cái chỗ này thôi. Cái chỗ này nó khoảng chừng 1 pound, mình ăn chừng khoảng phân nửa thôi. Đấy là chừng phân nửa để vô freezer. Khi mình về mình có sẵn mình làm, không cần phải chờ lâu. Hôm nào đi làm về 10-15 phút thì mình có đồ ăn ngay. Xin các bạn giới thiệu với bạn bè và đăng ký để cùng xem chương trình của mình. Cảm ơn các bạn.